rồi. Đấy, Nhí đi vào rồi, bắt đầu Nhí đi vào đây, Hồng Nhung đi vào đây. Hồng Nhung đi vào đứng vào cạnh anh Hiếu đây. Đứng chạm cạnh anh Hiếu nào. Đấy, đây là nhà gì anh Bích? Đây là nhà gì? Nhà là của nhà Ngôn Ngữ Tặng Miến này. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Tên gì? À đúng rồi, cung tên, cung tên. Cung tên. Cung tên. Úi giời, Lam Giang cầm ghế đâu đấy? Lam Giang cầm ghế đâu đấy? Đấy, mô hình nhà rồng đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Con trâu nó húc kìa. Úi giời, trâu bị buộc cổ kìa. Trâu bị buộc cổ. Đúng không? Đấy, bị buộc cổ đó. Bao nhiêu là cái rìa. Và là cái này là điệu này. Cái điệu này. Cái điệu này. Cái nhà rông này. Đấy, hai anh em xem kỹ vào. Đấy, Hồng Nhung. Hồng Nhung bắt đầu với mẹ Hồng chuẩn bị đi vào khu vui chơi. Nhí đi đâu đấy? Nhí đi đường này cơ mà. Cái đường đấy là không. Đấy, mọi người đi vào công viên Nghĩa Đô đấy. Lam Giang đi chậm nhất nhá. Rồi đến lượt nhiều người đi. Có chị đứng vào thì mới bập bênh, mới hòa nhau được. Chứ không thì Xuân Hiếu chỉ toàn thua thôi. Phải bên này nữa, bên này nữa. Rồi. Bằng chưa? Mình bằng cái đuổi Linh kia sơn đấy. Đấy, Hiếu chạy sang bên kia, Hiếu chạy sang bên kia. Hiếu chạy sang bên kia. Bên anh Bi nhá. Đấy, nhún đây, xem ai thắng nào. Ui, anh Bi nhảy kìa. Anh Bi nhảy kìa. Ui, anh Bi nhảy kìa. Đây, chị này, chị nhìn đi đâu đấy? À, Hồng Nhung chạy đi đâu đấy? Hả? Bé Bỏng chạy đâu đấy? Đấy, rồi. Đấy, ở bên này thì đứng nhiều người quá mà bên kia lại ít người quá. Bên kia lại ít người quá. Nhí ngồi à? Nhí mở chân quá. Nhí treo vào, Nhí treo vào. Nhí treo vào để xem ai thắng. Xem ai thắng nào. Đứng lên nữa thì đủ chưa? Đủ chưa? Nào nhảy đây, Nhún nhảy đây, Hiếu nhảy vào, nhảy khỏe vào. Thế Nhí không vào à? Nhí không bước vào à? Nhí không chè vào à? Nhí không chè vào à? Làm Linh Sơn chơi trò đi. Chưa trốn tìm à? À, chưa trốn tìm à? Nếu mà mô tê thì à, thế anh Hiếu thắng rồi gì nữa. Úi giời, Linh đá gì đó. Ờ, sao gì? Sao nhưng mà vẫn là được, vẫn là được, vẫn là được. Vẫn là được, vẫn là được. Đúng rồi, trò khác đấy, thỉnh thoảng thay đổi trò đấy. Đâu quả? Ai được? Ai được? Đâu quả cơ mà ấy lại. Đây là trò chơi gì? Hồng Nhung chơi trò gì? À, chị Giang đăng ký làm à? Chị Giang đăng ký làm à? Chị Giang đăng ký là mũi anh Sơn chạy kinh quá nhỉ? Tên gì được? Đấy, thì chưa dặn trước. Chưa dặn trước. In lại đây, in lại đây. In lại đây. In lại đây. Đồ cứu á. Đồ quả. Đồ quả. Đấy, Xuân Hiếu coi là... Xuân Hiếu uống gì? À, nước dừa. Ui, Hồng Nhung cầm cái tờ tê hay quá nhỉ. Hồng Nhung cầm cái tờ tê hay quá nhỉ. Hồng Nhung chạy đi đâu đấy? Bé Bỏng chạy đi đâu đấy? Úi giời, chạy đi kìa, vòng chạy vòng quanh kìa. Nhí chạy vòng quanh kìa, vòng quanh kìa. Chạy một mình thế hả? À, Hồng Nhung chạy một mình cao thế này làm sao mà ai theo được? Nhí chạy một mình cao này mà ai theo được? Úi giời, chạy kìa. Úi giời, Nhí bỏ giày ra. Nhí có thích đi thi không? Nhí thích đi thi thì đi vào. Bỏ giày ra còn đi. Bỏ giày ra mới đi được. Nào, bắt đầu nhá, lần lượt nhá. Xuân Hiếu đi thẳng người lên, thẳng người lên.
Khó nhỉ? Nhà. Khó nhỉ? Khó nhỉ? Nhí nhỉ? Nhí có thử đi không? Anh Sơn à, úi anh Sơn đi một đoạn kìa. Úi anh Bi đi, bắt đầu anh Bi đi nhiều thế nhỉ? Hồng Nhung lại ngồi à? Kia nhiều hơn. Thôi mẹ đi kìa, mẹ đi kìa. Mẹ đi kìa. Mẹ đi kìa. Đấy, anh Bi thấy nhiều cá chưa? Cá. Ờ, thấy nhiều không? Cái kia, cá kia. Ờ. Đấy, Nhí lại chạy đâu, Nhí lại chạy đâu đó? Ôi, nhện nước. Nhện nước, đúng rồi. Chính xác. Sophie ấy. Ờ. Thử xem nào, thử có thấy nhiều không? Có nhiều loại cá không? Có cá heo. À, cá heo à? Đâu, đâu? Kia kìa, úi giời lại chạy đi kìa.